là việc ứng dụng thế giới ma vật. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm RFD 8500 của hãng Sephora. Thì về chi tiết của sản phẩm thì bên mình đã có một cái clip về bộ sản phẩm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về các tính năng sử dụng của cái sản phẩm RFD 8500 này. Cảm ơn các bạn. Chào mọi người. Thì ở đây thì mình cũng chia sẻ tất cả những cái thành phần cần thiết cho cái việc để mua thiết bị Sephora RFD 8500. Thì thứ nhất mình cần có các thẻ RFID, thứ hai là thiết bị, thứ ba là phần mềm của hãng Sephora. Thì phần mềm này chúng ta có thể tải ở trên App Store hoặc là trên Play. Kết nối phần mềm với thiết bị, chúng ta cần kết nối Bluetooth giữa smartphone và thiết bị trước. Thì ở đây thì là kết nối Bluetooth giữa điện thoại và thiết bị. Sau khi đã kết nối xong thì chúng ta tiến hành những cái tiếp, đó là kết nối phần mềm giữa smartphone và thiết bị. Đầu tiên chúng ta mở ứng dụng RFID trên điện thoại. Tiếp tiếp chúng ta sẽ vào phần setting. Tiếp tiếp chúng ta sẽ bấm vào phần reader list. Thì trong phần này nó sẽ hiển thị hết tất cả các serial number của máy web. Nếu chúng ta kết nối nhiều máy web thì chúng ta cần phải chọn đúng serial number của máy web chúng ta cần kết nối. Thì ở đây Việt đã kết nối với thiết bị, thì serial number của thiết bị đã hiển thị ở trên màn hình điện thoại. Chúng ta sẽ bấm sau khi chúng ta bấm vào serial number của thiết bị thì trên thiết bị chúng ta sẽ nghe một tiếng tít đó, và sau đó thì trên màn hình điện thoại sẽ hiển thị serial number của thiết bị. Như vậy việc kết nối của chúng ta đã thành công. Rồi sau khi chúng ta đã kết nối thành công giữa điện thoại và thiết bị thì bây giờ Việt sẽ hướng dẫn mọi người những tính năng của ứng dụng. Tính năng đầu tiên là tính năng đọc thẻ. Thì để đọc được thẻ thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cò trên suối khi chúng ta bóp, thì chúng ta nghe tiếng tít, có nghĩa là thẻ đã được đọc. Và cách đọc thứ hai tức là đọc liên tục, thì chúng ta sẽ vào mục Rapid Read trên điện thoại và sau đó chúng ta sẽ bấm vào nút Start. Cứ mỗi lần tiếp một cái có nghĩa là tổng số lượng thẻ đang được đọc là một lần. Và chứ nếu chúng ta muốn ngưng thì chúng ta bấm nút Stop. Đây là việc đọc thẻ tổng quát. Và cách đọc thẻ thứ hai đó là đọc thẻ chi tiết. Chi tiết như thế nào? Chi tiết chúng ta sẽ thấy được là tên của thẻ, số lượng lần của thẻ được đọc. Thì mục này chúng ta sẽ chuyển qua mục Inventory và chúng ta bấm nút Start để bắt đầu cái việc đọc thẻ liên tục, giống như là cái việc đọc thẻ hồi nãy chúng ta đã chọn ở bên Rapid Read. Và chúng ta cũng ngưng việc này cũng đơn giản, chỉ cần bấm nút Stop thôi. Rồi. Sau đây mình sẽ demo cái tính năng là tìm vị trí của thẻ. Thì trước khi tìm vị trí của thẻ thì mình sẽ quét trước. Ở đây là mình đã quét được hai thẻ. Thì bây giờ mình sẽ định vị được cái thẻ này nằm ở đâu. Thì mình sử dụng cái tính năng là Locate. Mình chọn vào cái tên thẻ và chuyển qua một Locate. Đây. Chúng ta sẽ tìm bằng cách bấm cò như thế này. Đẹp à. Đây. Nếu như mà tín hiệu của thẻ càng mạnh khi chúng ta đi đến thì có nghĩa là vị trí của thẻ đang được ở đó. Đây là cái thẻ chúng ta cần tìm. Việc hy vọng những chia sẻ và trải nghiệm vừa rồi sẽ giúp mọi người có sự hiểu biết hơn và có cái nhìn tổng quan hơn về sản phẩm RFID 8500 của hãng Sephora và về công nghệ RFID. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ về Thế Giới Mã Vạch với số hotline sau 0906 980 569 để được giải đáp các thắc mắc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình xin kết thúc ở đây. Thế Giới Mã Vạch, nâng tầm doanh nghiệp Việt. Tạm biệt các bạn.